we sail a little bit high. Cảm ơn em. Và bây giờ cầu chúc các cô chú các chị mà gặp được nhiều may mắn nữa ạ. Xin mời quý vị dò số. Số về đây, số về đây, số về đây. Em mất con nay chạy trốn. Con
Vâng, quý khán giả khoan vừa xin vé, câu trả lời bên em. Rồi, cái thua vị chồng lại tiếp theo vẫn là 20.000 đồng một lá vé. Cho phần thủ là 5 phân vàng, thưa quý vị. Vâng. Ô, cô đọc giải nữa hả? Rồi, lên đây đứng với cô. Số 3 thì kêu sao? Có 1. 27. Có 2. 45. 45 có 3. 56. Hợp lệ. Số 3. Số 3. 36. 36 nhị lầu. 40. 40 tam lầu. Và 56 lọt lầu. Vâng, và hai chữ nhân đọc giải. Bây giờ hai con sẽ nhận được. Rồi, mỗi người nhận một bao lì xì nè. Hai con quay lại phía sau. Mỗi người chọn một quả cá bông. Đây, mấy con nhỏ nhỏ này nè, lấy một con lấy đợt con này nè. Rồi, ừ. Rồi lấy về. Rồi quẹo bên phải. Mỗi người nhận một bông bao lì xì 1 triệu đồng nha. Về dưới kêu mẹ kiểm tra liền nha. Chứ nhiều khi mấy chú bê đê lộn để vô 150 ha. Đấy rồi, trời ơi, ba con đâu, ba con trai, ba con đâu, đẹp trai dữ mày. Trời ơi, ba nó chắc ngon lắm trời. Trời ơi, thiệt á, nhìn ba nó phải muốn ăn Tết liền trời. Rồi, dòng loại tiếp theo vẫn là 20.000 đồng một lá vé. Cô chú chị nào mà chưa có vé cứ giờ ta lên nha. Và đặc biệt những anh trai nào 6 muối có một cái mã vạch như sau, thú vị. Tụi em tới dạch cái muối lên, tụi em đưa 6 vé thú vị nha. Hoàn toàn không tính tiền thú quý vị. Rồi nha, ai có 6 muối thì dạch lên, ai 1 muối thì đưa lại em 150 thôi quý vị. Đó. Kinh thì tất cả các anh chị mình sẽ được nhận một phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng nha tất cả các anh chị ơi. Cho nên là hy vọng tất cả các anh chị mình sẽ cùng yêu thương và ủng hộ với mọi tấm lá vé là 20.000 đồng. Còn ai đã có lá vé trên tay xin mời quý vị tập trung về sân khấu. Bắt đầu do cơ kính chúc tất cả các anh chị một đời này gặp thật nhiều. Yumi, và bây giờ thánh đường này là của hai đứa đó. Số gì đây à? Số gì ra đây mấy gì? Mấy gì đây mày, gì đây con, số gì ra mấy gì đây bà con, cô bác có nhớ trong này, trở lại đây mà nghe kêu số số ra con mấy con, mấy gì đây mày, gì đây con, số gì đây mày, gì đây đi chăn bò mà cầm cây sôi to. Chị đẹp xuống xuống còn vài bé cuối tay à. Số gì đây mày, gì đây con, mấy gì ra mày, gì đây gắn hương nha. Mời mọi người nhân thai đến nơi này này gọi là bà đa son. Gọi cùng nhau vô chơi chơi chi người ơi. Cờ ra con mây, con số ra cờ ra con mây. Đến hương ra niềm vui sẽ dâng trào. Cờ gì ra số ra con gì à. Số gì đây con, mấy gì đây mày. Hai mươi chín, 23, 23, 23, 29, 23, 23 đi con mười.
tiếp đi, giọt số luôn, giọt số tiếp, giọt số luôn. Cùng ba chị đây, ba chị đây, ba chị đây, trên lối cố gắng sống nước lớn làm cho chiều lòng lòng rung động mọi tầm tay. Hàng kinh bao dây sợ bao dương chất hàm. 38 cùng 38 cùng 38 cùng 38 38 38 38 38 xuống thì đi xuống về đây, xuống thì đi xuống về đây. Lần lần bạn nghe tôi kêu còn còn ra, còn ra còn mấy gì đây, mấy gì đi, mấy gì đi, mấy gì đi, mấy gì đi. Con số 4, 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 con số 4. Con số gì ra, mấy gì ra, số gì đây, mấy gì đây, con số gì đây, mấy gì đây. Bướm bướm bay trong gió, bướm bướm ngủ giữa cành lá, bướm bay thì qua sẽ tà, bướm bay thì qua sẽ tà. Qua tà mới tình tương tư để con bốn người. Là vé cho phần thưởng là một chỉ vàng tương ứng với 1.4 triệu đồng quý vị. Rồi anh chọn em hoài hà. Rồi bắt đầu 48 thì chúng ta có 1, 32 có 2, 10, số 10 có 3, số 6, số 6 có 4. Quý thưa quý vị, chúng ta thêm 10.000 đồng nữa và nhận về phần thưởng gấp đôi quý vị nha, là một chỉ vàng. Rồi 48 có 1, 54 có 2, 32 có 3, 16 rồi là phần thưởng giùm em đi chị ơi. Rồi 48 1 33 có 2 số 10 có 3 và số 1 có 4. Rồi mỗi người nhận giùm em một phần bao lì xì may mắn rồi mình lên sân khấu luôn nha. Trời anh ơi, anh chọn một con gấu mới nở giùm em đó. Giờ rồi gấu nhỏ chỉ còn có một loại thôi. Rồi dạ không, đây 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 đây
Rồi em tặng cho mỗi người một con luôn nha. Rồi vô bên trong, phần thưởng 2 triệu mình chia đều, đó là mỗi người một phong bao lì xì trị giá là 650. Anh ủa anh lấy tiền chưa? Chưa lấy tiền. Trời ơi, lấy con gấu chị không lấy tiền. Cái bao thư đó là chỉ là phiếu may mắn thôi. Cái bao thư đó là hên thôi. Rồi và đây, mỗi người nhận thêm một phong bao lì xì trị giá là 650 ngàn giùm em.